Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, ham muốn tột bậc của người là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Chính lý tưởng ấy, lẽ sống ấy mà niềm tin được sống độc lập, tự do, hạnh phúc trong một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất đã trở thành động lực để nhân dân ta nguyện một lòng đi theo Đảng, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, tiếp tục trong hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng chung tinh thần đó, đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng đã và đang nỗ lực thực hiện ước nguyện đó của người. Bài viết sau ghi nhận về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tìm lại cứ liệu trong cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn năm 1945. Khi đó, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đang chịu nhiều tầng xiềng xích, bóc lột, áp bức của thực dân Pháp và chế độ lang đạo phong kiến. Nhưng Hòa Bình cũng là địa phương có phong trào cách mạng phát triển sớm. Cuối tháng 1 năm 1945, Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh, tiền thân của tỉnh ủy Hòa Bình. Sự ra đời của Ban Cán sự Đảng tỉnh đánh dấu sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng của tỉnh. Tháng 2 năm 1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình đã quyết định xây dựng 4 khu căn cứ cách mạng trên địa bàn tỉnh là khu căn cứ Tu Lý, Hiền Lương, khu căn cứ Mường Diềm, Mường Khói, khu căn cứ Cao Phong, Thạch Yên và đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang. Dưới sự lãnh đạo của Sứ ủy Bắc Kỳ và Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình, chỉ trong 10 ngày khởi nghĩa, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 1945, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đứng lên giành chính quyền ở các địa phương. Cách mạng tháng 8 thành công, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước quốc dân đồng bào, Bác Hồ thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bản tuyên ngôn độc lập chính là sự kết tinh các giá trị truyền thống dân tộc, khẳng định rõ vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và xây dựng cuộc sống mới. Ông Lê Văn Bàng, Chủ tịch Hội Sử học tỉnh Hòa Bình, nói. Nói về bài học cách mạng trong cuộc vận động cách mạng tháng 8 và giành độc lập dân tộc cả nước nói chung như tỉnh Hòa Bình nói riêng, có mấy cái bài học như sau. Phải nói đầu tiên và phải khẳng định là bài học sự lãnh đạo của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn. Cái bài học thứ hai còn nguyên giá trị đến hiện nay là bài học gần dân, sát dân, bám dân và lấy dân làm gốc, đem lại quyền thử lợi thiết thực cho nhân dân. Từ đó huy động được sức mạnh tổng lực của toàn dân. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là dấu mốc chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn 80 năm nhân dân Việt Nam phải chịu đựng dưới ách đồ hộ, áp bức của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ kiếp nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, tự do. Với những người dân ở vùng căn cứ cách mạng Cao Phong, Thạch Yên, một trong 4 khu căn cứ cách mạng được xây dựng ở tỉnh Hòa Bình, chính bởi khát khao về một cuộc sống độc lập tự do, thoát khỏi xiềng xích nô lệ đã giúp cho đồng bào dân tộc nơi đây sớm giác ngộ cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, chiến đấu qua bao khốc liệt của những cuộc chiến tranh và đến nay là trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. 78 năm qua là chặng đường bền bỉ phấn đấu hy sinh, vượt qua nhiều thử thách cam go, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, đặc biệt trải qua hơn 30 năm đổi mới, tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả nước nói chung đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với những người lính Cụ Hồ như ông Bùi Thanh Tiền từng trải qua bao mất mát đau thương, vượt qua mưa bom đạn lửa thời chiến tranh, và giờ đây được sống ở thời bình. Hơn ai hết, những người lính như ông Tiền luôn thấm thía và cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập tự do. Ông Bùi Thanh Tiền, cựu chiến binh xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, chia sẻ. Nói Đảng và Chính phủ rất quan tâm, bởi vì các dân tộc 54 dân tộc của Việt Nam bây giờ là đều là một dân tộc Việt Nam hết. Nói là Đảng và Chính phủ cũng quan tâm nhất là cái dân tộc vùng cao. Thứ nhất là vấn đề văn hóa này, hai là nhà trường này, ba nhà thương trường học này,
rồi là các cái khoản hỗ trợ cây trồng này, rồi là vật nuôi này. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang đồng sức, đồng lòng, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển. Ông Bùi Văn Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết. Thì thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy, thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội. Thì đối với Ân Nghĩa thì những năm gần đây tranh thủ các nguồn lực của nhà nước đầu tư trên địa bàn và cũng như là thu hút các công ty trên địa bàn về để phát triển kinh tế xã hội. Thì đặc biệt là những năm gần đây tình hình phát triển kinh tế xã hội thì những năm sau cao hơn năm trước. Mặt bằng chung đối với Ân Nghĩa này là thu nhập bình quân đầu người là đạt 48 triệu đồng trên người trên năm. Nói về công tác cán bộ tại địa phương, ông Hà Công Nghị, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết. Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì chúng tôi là các đồng chí trong thường trực đã tập trung xuống cơ sở để dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở để nâng cao chất lượng đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ chúng tôi cũng kế hoạch giao các chỉ tiêu về cho các chi đảng bộ cơ sở. Và trong năm 2023 thì chúng tôi đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao quyết định tập trung cho đảng viên mới của năm 2023. Đây là một cái điểm nhấn mà chúng tôi đã thực hiện trong đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã có nhiều thay đổi so với trước. Và kể từ đó, ngày 2 tháng 9 năm 1945, cả dân tộc Việt Nam cũng có thêm một ngày Tết đặc biệt, đó là Tết Độc Lập. Những lời thề thiêng liêng trong lễ độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Với tinh thần cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt 78 năm qua. Đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vững bước phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng ấm no, giàu mạnh. Thành đồng ơi, sẵn son đã vang khai hoàn. Ôi, hạnh phúc vô biên, ăn nữa đi em.